và gây định hình cho chân tay, các tay và nàn một cái cây mất nắm thời gian quá. Như nó không nghe, nó vả lại sao nhỉ? Ừ. Dây hơi bé đúng không? Dây nó hơi bé, nó cãi. Ừ, cãi. Cho nó cãi. Cãi phải vặn cái cốc một cái. Cãi thoải mái. Là nó nằm im luôn nhỉ? Cho nó cãi thoải mái luôn. Trông vào dây đơn giản này nhưng phải có kỹ thuật mới vào được, không phải cứ thế là vào đúng không? Trông như một con thạch thùng. Ừ, cái dẻo vui. Dẻo như kẹo. Quay clip. À, sẽ mấy giờ cắm con nồi cơm? Cảnh to rồi, khó uốn. Khó đi, anh bắt em đi. Em đi không được thì anh cho em đi liền. Thấy chưa? Đi nó nả nước này. Không cần đi nó dẻo qua. Cần phóng, cần cái này. Phóng à? Siết rồi. Để siết rồi. Siết trong siết rồi thì nó. Ừ. Mày quạt này siết ra đây. Rồi. Mày nó thành một tác phẩm làm điểm. Ok anh em nha. Ừ. Chào 500 anh em đang xem. Chào anh em đang xem tác phẩm Nam Điền, khó chịu. Nó cũng phải chịu. Rồi là nó cũng phải chịu mình. Cây này đang mẹ cứ cắt cột hết đi, khỏi phải vào. Cắt cột đi nó lại mọc mà. Cột đi có nói chuyện gì về cây? Cho thế nó lại đẹp mãi. Cây này nó phải có tí dây. Chứ hiểu chưa? Cái tay này là cái tay đẹp nhất. Đâu? Này. Thấy chưa? Ừ. Sau này đây tổng thể sẽ nó sẽ chia nó phi ra đây. Phi chích ra đây. Nó ăn theo cái thằng này đẩy ra đây. Rồi. Làm cây nó phải nghiên cứu, nó phải gọi là... Thế còn ở đây là mỗi cái là một tay. Ừ. Đấy là sau này nó đuổi nhau nó thành ra mà. Ok rồi. Anh em hiểu chưa? Tổng thể sau này là nó chia tay mà. Chia tay hoàng hôn. À, chia tay em, chia tay lên đường. Anh nào mà cảm thấy húp được, cứ lao vào húp thôi. Húp. Lao vào đây, em đang cần tiền. Nói thì có vẻ là húp, húp, húp thì như kiểu cháo ấy nhưng mà.
Hôm nào được phá để chị bác về đằng sau để tết Minh Minh Trinh. Hôm nào làm cái đó mới luôn nắng hết. Mang đi nó làm đấy. Xem nhé, tác phẩm làm được rất đẹp anh em nhá. Bây giờ đến phần ngọn anh em nhá. Ngọn á? Sẽ dựng cái bộ ngọn. Đây là động vũ của mình. Đây là người nhá. Trời phát cho mất ngọn. Thì nó cứ gọi là phác họa đã nghe nhỉ. Đang nó vẫn là phôi em chưa. Chưa ra cây được. Ra cây rồi nhưng chưa ra bông. Mà phải còn lâu. 1-2 năm nữa. 1-2 năm nữa thì gọi là tạm. 2 năm nữa là đại loại là cũng có cung. Cung để chơi đấy. Đây ngọn. Đây gọi là nóc nhà. Ngọn đấy. Cho người nữa. Nhìn tối như tơ vò. Tối như nó chỉ thế đi. Sao nó là cây được. Quan trọng nhất là mình có đường thân của nó. Nó cái thân đó đi. Đó là cái đó. Nó phân đó được rồi. Đây rồi. Trang 5 này nó ra sự việc đấy chưa. Yeah. Không làm đi không thở. Chồng này, chồng này, chồng này. Ok, các bác xem làm sao cũng khỏe không? Đây là cái thế này gọi là thế vọt về. Hôm nay mai lại vọt về đây kìa các bác ấy. Thế nào gọi là vợt tép cái gì? Vợt gọi là điệu vợt tép cốc mộc qua sơi đấy. Mình định ra thế này, ngày mai này các bác về các bác nuôi tua này. Thôi rồi. Thế này cũng là đã định hình xong các bác nhá. Nói chung là chẳng biết là thợ thuyền nhìn thế nào chứ em nhìn là nó rối đó. Chưa đâu vào đâu cả. Thôi cũng xin chào các bác nhá. Trời mưa quá. Ướt hết đầu rồi. Hẹn các bác vào những video sau nhá.
Yeah.